Ủa, nào lớp trưởng ngủ kìa. Buồn cười quá. Gì vậy? Sao cậu lại cười theo Vicky? Buồn cười lắm ý. Cậu nhìn gương đi mà xem. Cái gì đây? Phía này mà cười đấy hả? Ồ, cực là buồn cười đấy. Buồn cười quá. Buồn cười sao mà buồn cười? Chẳng buồn cười thế nào. Tớ phải trẻ mẫu giáo đâu. Nhìn mặt nam lớp trường kìa, buồn cười lắm ấy. Đây. Đây. À, cậu thấy tớ nói đúng không? Buồn cười đúng không? Ki kêu Vicky. Ô Vicky, cậu chết chắc rồi. Nào nào, trật tự nào. Tất cả mau ngồi vào chỗ nào. Hôm nay lớp mình là sẽ có bạn mới đấy nhá. Mới á? Nào, vào lớp đi em. Ồ, đây chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Nào mau giới thiệu bản thân mình đi nào. Xin chào các bạn, mình tên là Siêu Đáng Sợ. Đáng sợ. Siêu đáng sợ kìa. Buồn cười à? Mong các bạn giúp đỡ nha. Nào thế nhé, ở lớp mình là luôn phải hoạt động. Bạn không biết gì thì cứ giúp đỡ bạn để cho cùng tiến biết chưa nào. Vâng nghe. Nào đáng sợ, em thích ngồi đâu nào? Em ở kia. What? Đừng ngồi cạnh mình á. Em sẽ ngồi chỗ khoảng trống kìa. À, ngồi cạnh Vicky đúng không? Thế cũng được. Ồ, em thích ngồi một mình chiếm hai chỗ như này mà. Cậu tự quyết định ngay từ đầu rồi đúng không? Ồ, phía trên có một chỗ trống mà. Nếu cậu không biết gì thì hỏi tớ nhé. Đến hết chỗ này là của tớ. Chỗ của cậu á? Thế mà cậu vừa qua khỏi chỗ này là của tớ luôn đó. Sao mà cậu trẻ con vậy? Người ngay từ đầu đó đã thấy ưa gì rồi. Nào, tiếp này chúng ta sẽ sở sang trang thứ hai nhé. Bài này thì tiêu đề của nó là gì nhở? Này. Này. Sao lại gọi em vậy vậy? Siêu đáng sợ à? Có chuyện gì thế? Sao vừa nãy cậu lại cười khi nghe tin tớ á? Đâu có. Đừng có mà nói dối. Thật mà. Thôi được rồi, tớ không biết căng tin ở đâu đâu. Cậu mau xuống mua bánh cho tớ đi. Này, cậu đang sai tớ đi mua bánh cho cậu đi á? Mà tại sao tớ lại phải đi mua bánh cho cậu cơ chứ? Này, mua cho tớ một cái bánh loại nào cũng được. Tiền thừa thì cầm lấy, mua gì đấy mà ăn nhá. Vậy thế thì đợi trong 5 phút nhé, sẽ có bánh ngay này. mau đi. Gì vui quá, mình phải xuống căng tin mua nước ngọt Coco Pan và bánh mì pizza mới được. Nha, nếu mà cậu làm phép tính này đúng thì tớ sẽ công nhận cậu là thông minh. Đây nha, nhìn nha, 1 cộng với 3 làm thế nào để được bằng 9 mà cậu chỉ được dùng đúng một gạch thôi. Đấy, cậu làm đi. Cái này đơn giản hả? Thêm một vạch ở đây là xong. Ê, không được, gạch ở đấy thì không được. Phép toán của nó là dấu bằng mà. Khó đúng không? Khó chưa? Cậu đừng có mà đứng đó rồi lêu lêu như thế. Để xem nào. Lêu.
Hóa ra là như vậy. Ồ, thật là cậu biết á. Chỉ cần gạch một gạch thôi đúng không? Gạch ở đây là hình số 8. Ê, đúng rồi. Cho nên cậu không thể nào đố tới được đâu. À, tức quá, mình đã gắng tìm câu khó rồi mà. Cậu tìm mấy cái đấy trên YouTube đúng không? Không thể nào làm khó tới được đâu. Suốt ngày tỏ ra giỏi giang thôi. Lấy bánh này tới đây, tôi đi nhanh đúng không? Này, này. Chuyện nhỏ ấy mà. Đấy nhá, cậu mà mau ăn bánh đi. Tớ sợ cậu khát nên tớ đã còn mua nước nữa này. Bù, thấy tớ thông minh đúng không? Tớ vốn là người như thế mà. Này, hai đứa kia là thế nào đấy? À, hai bạn đấy từ nhỏ đã là bạn rồi. Nhìn thì có vẻ là nam lớp trưởng thích Obiki. Nhưng mà có vẻ là Obiki cũng thích nam lớp trưởng. Nó là như thế đấy. Hai đứa thích nhau à? Nói chung là hai người đó kiểu thích nhau nhưng mà lại như kiểu không thích nhau. Nhìn như hai người bạn nhưng mà cũng không phải là bạn. Nhìn như thích nhau thật nhưng mà hỏi thì lại bảo là không thích nhau. Đấy, kiểu đấy. Cho nên nó cứ kiểu khó hiểu đấy. Sao? Này, tiết này là tiết thứ mấy rồi đấy? À, vì cậu mới đến đây cậu không biết đúng không? Tiết sau của bọn mình là tiết thể dục. Tiết sau nữa là tiết ngữ văn. Rồi 12 giờ bọn mình đi ăn trưa. Bữa trưa hôm nay sẽ là cá chiên xù và salad mắc cải này, kim chi này. Đấy, nhiều món ngon lắm. Ồ, cái gì đấy? Cậu, nam lớp trưởng thật là ít quá đáng. Trả thù được một sticker vừa nãy rồi. Này nhớ, cậu chết chắc về tối rồi. Này, tiết sau là tiết thể dục. Đưa tôi mượn bộ đồ thể thao đấy. Gì cơ? Không đấy, tại sao tôi phải đưa cho cậu? Tớ không có bộ đồ thể thao. Sao? Cậu nó không thích à? Tớ sẽ làm cho cậu không mặc được bộ đồ này. Cậu làm cái gì vậy? Này, cậu làm cái gì vậy? Phải luôn biết điều chứ. Đứa nào không nghe lời tớ sẽ bị như thế đấy. Ô gì vậy, đúng là siêu đáng sợ mà. Mà tại sao lại ngồi cạnh mình cơ chú? Vừa nãy mình bảo là bạn đấy là đồ trẻ con, mới không biết bạn đấy có trả thù mình không nữa. Đến hết chỗ này là của tớ. Ô, chỗ của cậu á? Nếu xem vật này thì tất cả là của tớ đây. Cậu trẻ con quá đi. Tôi nhảy dần lên cao, hồn tôi giống như cánh chim. Ngày mai lại phải đến trường rồi, chết mất thôi. Sao mình cứ phải ngồi với cái tên đấy cơ chứ? Nếu mà lỡ mồm một cái là mình sẽ chết chắc mất. Không thích đến trường một tẹo nào. Này ô Vicky. Ô Vicky? Ô siêu anh hùng hả? Nhà cậu ở gần đây à? Nhà cậu cũng gần ở đây à? Không phải. Nhưng sau này tớ sẽ thường xuyên đến đây đấy. Tại sao? Mình quen nhau nhé. I think I'm falling in love. I'm falling in love with you. Hãy luôn ở bên cạnh mình, ok. I need you. Sẽ không thể nào quên được bạn và những ký ức, kỷ niệm ngày nào đó tụi mình cùng từng viết cho nhau. Mà sao giờ đây đã bay rất cao. Phút giây này mình ngỡ cao, thời gian quay lại để tìm phút giây ngọt ngào. Sẽ nắm lấy cánh tay khi nếu biết được bạn nói sẽ luôn bên mình. Mà sao